Thưa quý vị, thưa các bạn, để góp phần thay đổi nhận thức thói quen của người tiêu dùng, tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp triển khai nhiều chương trình như đưa hàng Việt về nông thôn, phiên chợ hàng Việt, nhân rộng các điểm bán hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam tại các địa phương, xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Qua đó đã góp phần thay đổi nhận thức thói quen lựa chọn tiêu dùng hàng hóa của người dân, chất lượng hàng Việt dần nâng lên. Nhiều hàng hóa thương hiệu Việt ngày càng chiếm phần khá lớn trong các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Tỷ lệ người tiêu dùng quan tâm và sử dụng hàng sản xuất trong nước đã được nâng lên đáng kể, chiếm từ 70 đến 80%. Đó là con số tăng đáng kể so với trước khi tỉnh triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Là một trong những doanh nghiệp đồng hành với cuộc vận động, doanh nghiệp này luôn tham gia các chương trình do Sở Công Thương Quảng Ninh tổ chức ở trong và ngoài tỉnh. Chúng tôi đã chuẩn bị các cái công việc, thứ nhất là về chất lượng sản phẩm, cũng như là cái quy trình sản xuất và nâng cao, cũng như là đem áp dụng cái khoa học tiến bộ trong cái việc sản xuất để làm sao là nâng cao năng suất sản xuất, nhưng mà lại nâng cao cái chất lượng sản phẩm và mẫu mã bao bì để sản phẩm có thể là thu hút được rất là nhiều khách hàng. Thông qua cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, các doanh nghiệp đã chú trọng vào nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã bao bì sản phẩm để đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Để hưởng ứng cuộc vận động sản phẩm tiêu dùng người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, thì bên tôi đã thay đổi tất cả các mẫu mã bao bì ngày càng phát triển hơn, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thương mại điện tử và cái mẫu mã ngày càng chất lượng và vươn tầm quốc tế hơn. Để cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đi vào cuộc sống, Sở Công Thương Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức nhiều hội chợ, triển lãm với sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, mở ra cơ hội giao thương giữa các vùng miền, góp phần tạo đà cho nền kinh tế phát triển. Hội chợ này thì các cái doanh nghiệp sẽ được tiêu thụ những sản phẩm tới đến với thị trường trong nước, và qua đây thì các cái doanh nghiệp sẽ trao đổi kinh nghiệm và học tập để nâng cao về cái mẫu mã, bao bì, chất lượng sản phẩm, và cái sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh cũng như là các tỉnh thành sẽ không những được tiêu thụ trong cái thị trường trong nước mà có thể là tiến tới sẽ tiêu thụ trên toàn quốc và thế giới. Từ khi cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được phát động đã góp phần làm thay đổi cách nghĩ của nhiều doanh nghiệp, nhà phân phối cũng như người tiêu dùng. Người Việt đã tin dùng hàng Việt. Vấn đề là các doanh nghiệp cần coi trọng tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, phong phú về mẫu mã, ổn định về giá cả, tìm các phương thức quảng bá, giới thiệu sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường Việt.